Xin chào, hôm nay là ngày 30 Tết nếu tính theo giờ Việt Nam. Ở Mỹ bây giờ thì thật khó mà có thể cảm nhận được không khí Tết vì nó cũng như một ngày bình thường. Còn mình thì hôm nay vẫn đi làm. Bây giờ thời tiết thì vẫn đang rất lạnh nhưng bầu trời vẫn xanh và có nắng nhẹ. Bữa nay mình tiếp tục dẫn các bạn theo mình đi làm. Mình làm cho bệnh viện của thành phố. Chỗ mình làm thì trong video trước mình có giới thiệu qua rồi. Có gì mình sẽ để lại link ở dưới cho các bạn nào chưa xem. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một nơi đặc biệt là nơi yêu thích của mình ở chỗ làm. Mỗi khi có thời gian nghỉ giữa giờ thì mình thường sẽ đi đến chỗ đó. Ta-da! Đây là view từ tầng 25 ở chỗ mình làm nhìn ra bên ngoài. Bên phải đây là Herman Park. Cuối tuần mình thường hay ra đây đạp xe và đi dạo. Phía trước mặt các bạn, nơi có những dãy nhà cao tầng là khu trung tâm thành phố Downtown Houston. Còn chỗ bên trái này là Rice University. Mình cũng có quay video lúc mình tham quan chỗ này rồi. Mình sẽ để lại link bên dưới cho các bạn nào chưa xem. Bây giờ đang là lúc nghỉ trưa của mình. Mình sẽ dẫn các bạn xuống khu căng tin của bệnh viện. Đây là căng tin chung cho cả nhân viên lẫn khách bên ngoài. Đồ ăn thì không được đa dạng như trước, menu chỉ còn lại một số món đơn giản và bánh ngọt. Bình thường thì ở đây đông vui lắm, nhưng từ khi có dịch thì bệnh viện hạn chế số lượng thân nhân ra vào thăm bệnh. Nên hiện giờ phần đông là chỉ có nhân viên của bệnh viện đến đây ăn trưa. Hôm nay mình tranh thủ về sớm để chiều nay còn đi chợ Tết với gia đình. Đó là chợ Tết chứ thật ra cũng chỉ là chợ bình thường, nhưng họ bán thêm hoa, kẹo, mứt, bánh chưng, bánh tét và đồ trang trí Tết mà thôi. Trên đường về thì mình ghé vào gửi áo vest của mình, đi giặt khắp ở ngoài và lấy áo đã giặt sạch về. Mặc vest thì hơi tốn kém khoản giặt dry clean bên ngoài. Ngày mai mới là mùng 1 Tết, nhưng mai mình vẫn có lịch đi làm và không được về sớm nên hôm nay mình tranh thủ chở người thân đi lễ chùa. Hồi sáng mới weekend thời tiết đẹp, đến chiều là bầu trời trở nên âm u. Có lẽ do đợt không khí lạnh từ phía Bắc đang tràn xuống nên nhiệt độ hiện giờ cũng lạnh hơn hẳn.
nay, mình có hẹn với vài người bạn cùng nhau ăn uống và chơi bia. Các bạn của mình cũng làm trong ngành y nên đa số họ đã được chích vaccine hết rồi. Còn mình thì vẫn còn đang nằm trong danh sách chờ, nhưng chắc cũng sẽ sớm đến lượt mình thôi. Và đó là một ngày Tết xa quê hương của mình. Video ngày Tết đến đây là hết. Hẹn gặp các bạn trong những video sau. Stay safe and Happy New Year!